Tại cuộc gặp diễn ra ở Geneva ngày 13 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và phái viên Liên Hợp Quốc Liên đoàn các nước Ả Rập Lakhdar Brahimi đã nhất trí rằng chỉ có giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt tình trạng bạo loạn ở Syria. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hợp tác với nhau, bắt đầu bằng sáng kiến giải giáp vũ khí hóa học. Hy vọng những nỗ lực này có thể đem lại hòa bình và ổn định cho Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung. Phát biểu trong cuộc gặp với quốc vương Sheikh Sabahan, Ahmed al-Jaber al-Sabah, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng khẳng định ông hy vọng cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước Nga-Mỹ sẽ đạt kết quả tốt đẹp nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Nhà Trắng, bất kỳ thỏa thuận nào về kho vũ khí hóa học của Syria đều phải được kiểm chứng và thực thi. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm qua cho biết các thanh sát viên Liên Hợp Quốc đã gần như hoàn tất bản báo cáo kết quả điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Theo đó, vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công hôm 21 tháng 8 tại ngoại ô thủ đô Damas, nhưng không nêu đích danh bên nào đã thực hiện. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng chỉ trích chế độ Syria phạm phải nhiều tội ác chống lại nhân loại, nhưng không đổ lỗi cho chính quyền Damas về việc sử dụng vũ khí hóa học.